Mệt thế nhở? Hôm nọ nghe đồn là xung quanh hồ có rất là nhiều các em xinh tươi ấy, đến để chạy bộ. Thế là tôi cũng ra đấy tìm cơ hội xem mình có may mắn gặp được một mối tình sét đánh nào đấy không. Thế đã trúng được mối tình nào chưa? Cũng coi như là trúng, nhưng vẫn chả ra gì. Đáp án thì có trúng hoặc trượt, đây lại chả ra gì. Thế là như nào? Tức là... anh thích em. Thế anh bảo anh ý để nói chuyện với nó. Anh nhầm. Anh thích em. Thế anh bảo anh ý để nói chuyện với em. Không, em hiểu nhầm ý anh rồi. Anh chỉ định nói là anh thích em. Thế anh đến nói chuyện với nó nhá, nó đang ở nhà đấy. Em ơi. Rồi. Thế là tôi đã đánh rơi mối tình sét đánh đấy rồi. Nhạt như nước ốc ông ạ. Cố lên, thua keo này thì ta bày keo khác. Bây giờ nhá, ông cứ về nhà đứng trước gương tự tập tỏ tình một mình. Kiểu này ấy, ông mà phải tỏ tình 3 lần trong một ngày ấy, chắc ông tụt lưỡi mà chết mất. Trời ơi, hai ông lại dạy nhau cách tán gái đấy à? Khổ thân hội độc thân này thế. Nana, em có bạn nào ế không, giới thiệu trai ông ấy đi. Mãi không có người yêu, bị người yêu bỏ, cầu xin người yêu quay lại mà người yêu không đồng ý. Mấy cái kiếp đấy à, em quen nhiều lắm. Hai anh mà ế thì cứ bảo em giới thiệu cho. Này Nana, hot girl muốn gặp anh ấy còn phải xếp hàng đợi đến lượt, chứ anh chả đến mức ế đâu. Còn bà nữa, bà xem lại bản thân mình đi. Ế chả có chàng nào dám ngó mà còn bày đặt sang chảnh. Này, ông là ai mà ông lên án tôi? Ông biết gì về chuyện tình yêu của tôi mà ông nói? Kinh, có giỏi bà giới thiệu cho anh em ở đây một tình yêu cụ thể xem nào. Nếu mà không có người yêu ấy thì bảo tôi giới thiệu cho mấy anh chưa có vợ, chưa có người yêu, hay là có dịch vụ thuê làm người yêu nữa đấy. Tôi cóc cần, dai theo tôi không hết, để rồi xem. Để rồi xem, tôi chờ bà chứng minh đấy, đúng không ông? Tôi tò mò cực kỳ. Này, bà phải chứng minh cho tôi thấy bà là phù thủy tài năng như thế nào chứ. Nana này, chuyện tình yêu của em với quả kia tiến triển đến đâu rồi? Cho vào dĩ vãng rồi ạ. Sao lại cho trôi vào dĩ vãng? Sao bảo quả đấy đẹp dai, đại gia lắm cơ mà. Mới hôm chủ nhật vừa rồi anh còn nhìn thấy hai người tình tứ dắt tay nhau tung tăng đi dưới con đường mưa cơ mà. Thì chuyện là tối hôm đấy trời mưa, hai người ngồi đối diện nhau thế này này, sau anh ý nhìn thẳng vào mắt em, em cũng đáp lại bằng một ánh mắt sâu hoắm vào mắt của anh ý. Rồi nước mưa chảy xuống mặt, lăn vào khóe mắt. Thế mà nhá, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Rồi anh ý từ từ rút ra từ trong túi quần một cái khăn mùi xoa. Để lau cho em đúng không? Rồi nhẹ nhàng cúi xuống lau vào cái mặt đồng hồ của anh ý. Em ơi, riêng cái thành phần mà lau vật chất hơn người yêu như thế thì nách, nách luôn. Chị cứ tưởng thế nào? Cho em hỏi chị Kiều Linh ạ. Ý? Có em. Có quà cho gửi cho chị ạ. Dạ, cảm ơn anh. Này, quà gì đấy? Xem nào. Không. Ok. Quà cơ. Chị Kiều Linh xinh thế, quà vừa to vừa đẹp. Cái gì liên quan đến chị mà nó chẳng hoành tráng. Tên tên chị. Thực phẩm. Người yêu phù thủy là đại gia bỏng ngô quá. Đại gia bỏng ngô lại còn hay đứng bán ở đầu bờ hồ. Có khi mua 10.000 ăn cả tháng ấy chứ. Có khi là còn duy sư chứ. Sướng không, cười sướng không. Thôi đi, biết một mà không biết hai. Các người đúng là nhìn thấy mấy cái món đồ ăn rẻ tiền là sáng mắt ra. Nhìn thế này. Tên tên. Một quà nữa à? Cho em bóc với. Tên tên. Uầy, bất ngờ đấy, có mất hôm nữa này. Bất ngờ nhở, người yêu chị thích làm chị bất ngờ cực. Để em bóc cho. Ê ông ơi, chính chủ, đưa đây. Vớ vẩn. Mọi người nhìn này. Tên tên. Người yêu bà tặng bạc cái mà vặt. Thế có nghĩa là người yêu bà ấy nghĩ bà ấy là con trai.
Bất ngờ quá đi mất. Thôi đi. Tưởng thế là hay à? Hay mà. Alo. Em bị làm sao đấy? Chị đã bảo là mua nốt, sao lại gửi cà vạt? Em tưởng chị mua quà tặng người yêu chị. Dưới nữa. Chết đi được. Bình tĩnh. Này, sao con mụ phù thủy lâu thế nhở? Hẹn anh em lên đây chơi bowling mà giờ này mặt mũi vẫn chả thấy đâu cả. Chắc kiếm ra ấy, để làm người yêu thay thế đấy mà. Quả này ấy, chắc cô quá thành quá cố. Em bảo hay là mình thôi cái vụ cá cược này với chị Linh đi. Không chị cứ mất tích suốt, em buồn lắm. Không, để xem con mụ phù thủy này có cái phép gì suốt ngày lên mặt dạy đời. Cứ tưởng kiếm ra ấy là dễ lắm đấy. Cách chúng ta phải theo dõi mụ ta. Yes. Cà phê của chị đây ạ. Anh ơi, anh nghe máy anh bảo là ta lù giặc lù cho tôi. Sao cô lại bảo tôi nói như vậy? Anh cứ nói đi, rồi tí tôi trả tiền. Thôi tôi không làm đâu. Nói đi, tí tôi trả tiền. Nói đi. Cái lúc đấm bắt đầu ấy nhỉ? Ta lù giặc lù, giặc lù ta lù, ta dù giặc lù. Hello, tôi đang ngồi với người yêu của tôi rồi, không đến chỗ hẹn mọi người vào đâu. Thế nhá. Người yêu tôi là người nước ngoài. Anh ấy bảo là Kiều Linh đang bận lắm, không gặp được đâu. Thế nhá, nói chuyện sau nhá. Này cô, cà phê vẫn chưa cho đường. Chị Cô Linh, ừ? Chị gặp người yêu chị trong hoàn cảnh nào đấy? À, vào một ngày đẹp trời, chị quyết định học thêm một thứ tiếng nữa. Mà bây giờ tình yêu là phải xuyên quốc gia, xuyên lục địa. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì xem nào. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, mà thậm chí là tiếng Nhật thì quá là nhiều người học rồi. Mà Kiều Linh chị đây thì phải học cái thứ tiếng gì nó thật là độc đáo mà không ai có thể học được. Thế là chị đăng ký ngay một lớp Congo. Thế có phải từ khi chị học lớp đấy nên là chị đã gặp được hoàng tử đại gia Congo không? Chỉ được cái này chuẩn ý. Có khi tí nữa đi làm về em cũng phải đăng ký một lớp học tiếng ngoại ngữ nào đấy mà chả ai học cả, để em được gặp hoàng tử của em. Ú, anh ấy đến rồi này. Thôi chị ra đón đây. Bye bye. Ồ, đi nhìn cho chàng cà tăng. Dạ, cà bố lô, chị sẽ là con tắt bố á. À, đây là kiểu chào của đất nước anh ý là thể hiện sự thân thiện. Ê, chào chào chị cô, chào 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 chào. Ok. À, phù lúm, xài lắm, lúm. À, chị cô chào. Ê, chào chào. Ok. Chị ơi, chị vừa nói gì với anh ý đấy ạ? À, chị nói là mọi người mời anh ý ngồi. À, bồ sô là cái gì nhá? Để sau. Người yêu tôi gọi không nghe máy không được đâu. Cô ý ghen kinh điển lắm. Thôi đến đây bà tự lo đi. Ui thế thì cô giết tôi à, rách việc đi. À, cái lô hàng ở cảng anh ý 60 tấn vàng nó có vấn đề, anh phải đi giải quyết rồi. Mà này,
ở đất nước anh ý, đến thăm mọi người thế này là rất là lịch sự rồi. À, anh ý còn bảo rằng nếu mà có cơ hội trở lại thì sẽ mời tất cả mọi người đến để ăn chơi ở Congo và ngắm chiếc giường anh làm bằng vàng. Quay sướng. Alo, alo, anh đây, anh đây, anh đây. À, có cái con bạn cấp 3 nó nhờ đóng một cái vai. Vai này dở hơi lắm. Nhưng mà anh cũng sắp xong rồi, phải đợi anh một tí. Này, cậu là ai đấy? Sao trông mờ ám thế? À, em là bạn của cái... Kiều Linh, Kiều Linh. Kiều Linh á? Dẫn bạn đến chơi à? Alo, alo. Ờ. Kiều Linh, sao em cứ đem bạn đến công ty thế? Ờ, đấy, đấy không phải là bạn ạ. Đấy là đại gia Congo, người yêu của chị Kiều Linh đấy. Mà đại ca có muốn compi của đại ca được phát vào toàn bộ cơ thể không? Đại gia Congo á? À, à, đúng rồi đại ca. Bạn em bay từ Congo về Việt Nam làm mất 42 tiếng đấy. Mà em xin lỗi nhá, em không giới thiệu với đại ca tại căn bản là không biết nói tiếng Việt. Mà nói chuyện để mất thời gian của đại ca ra. Cái gì? Không biết nói tiếng Việt á? Vâng. Anh thấy nó đang chèm gió tiếng Việt ở mầm của kia kìa. Nghe nhầm rồi mà anh không biết. Nhầm là nhầm thế nào? Nó đang nói chuyện tiếng Việt với cả người yêu hay sao ấy? Nhìn có vẻ vui. Ờ được rồi, anh sẽ đưa em đi ăn KFC. Được luôn, anh sẽ chở em phóng như điên luôn, đi trên đường luôn. Điên này sao nói tiếng Việt dần này. Ờ được rồi. Mà lo cái lo gì thế? Alo, alo, chị alo, cô vui vui vui. Thật thùng, nó thùng cái gì cũng thùng. Chúng ta lo bắt đó, chúng ta lo bắt đó.